Vừa qua, Georgia đã tổ chức phiên tòa xét xử cựu tổng thống nước này trong vụ đàn áp bạo lực do lực lượng cảnh sát tiến hành đối với một cuộc biểu tình của phe đối lập vào năm 2007. Cựu tổng thống Georgia, ông Mikheil Saakashvili, đã có mặt tại phiên xét xử đầu tiên về tội lạm dụng chức vụ sau khi bị bắt giữ vào hôm 1 tháng 10. Phiên tòa ngày 29 tháng 11 liên quan đến cáo buộc về vai trò của ông này trong vụ đàn áp bạo lực do lực lượng cảnh sát tiến hành đối với một cuộc biểu tình của phe đối lập vào năm 2007. Trong phiên tòa, cựu tổng thống Shakavili đã bác bỏ mọi cáo buộc, đồng thời cho rằng hành động bỏ tù nhà sáng lập đất nước Georgia hiện đại là điều đáng xấu hổ đối với đất nước. Một số nhân vật hoạt động đối lập ủng hộ ông Shakavili đã bị bắt trong một cuộc biểu tình gần tòa án thành phố Tbilisi vì hành vi không tuân thủ các yêu cầu của lực lượng trong suốt phiên tòa xét xử vì cựu tổng thống Georgia. Ông Shakavili vừa ngừng tuyệt thực vào hôm 19 tháng 11 sau khi được chuyển đến bệnh viện quân Igori để điều trị. Sau đó, Bộ Tư pháp Georgia thông báo vì cựu tổng thống này có thể được đưa đến tòa án để tham gia các phiên thẩm vấn. Ông Sakavili đã bị bắt giữ ngay sau khi bất ngờ trở về Georgia sau thời gian lưu vong ở Ukraine. Ông Sakavili giữ chức tổng thống từ năm 2004 đến năm 2013, là nhà sáng lập đảng phong trào dân tộc thống nhất đối lập chính ở Georgia. Vì cựu tổng thống này bị Tbilisi cáo buộc một số tội danh hình sự trong đó có hành vi sử dụng bạo lực để giải tán những cuộc biểu tình chống chính phủ với quy mô lớn. Ông đã rời khỏi Georgia hồi năm 2013 để tránh bị truy tố.